Hình tượng của Vĩ Hồ là một người đã trải qua rất nhiều cửa ải, thử thách, buông bỏ hết mọi cám dỗ của loài yêu để có được thần trí trong sạch, thuần khiết thì mới có khả năng trở thành người chóc dáng xinh đẹp, trí tuệ và thông minh. Một vẻ đẹp của năng lượng nữ hoàn mỹ và sức quyến rũ rất kỳ lạ. Do đó nếu như ai có được năng lượng của cụ Vĩ Hồ thì tình duyên sẽ thuận lợi, tăng đào hoa, gắn kết hạnh phúc gia đình, bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, giúp cho người mang năng lượng nữ trở nên tự tin và sắc sảo hơn. Và đây là thông điệp của Osho tiếp theo trong bài lúc sáng. Lời nhắn nhủ của cụ Vĩ Hồ qua năng lượng của cáo chín đuôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy hình ảnh một lá bài có một sự công phá rất mạnh mẽ. Đây là giống như là mình rất là ru các bạn. Hãy phá vỡ những cái gì còn sót lại ở nơi bạn. Như trở bài lúc sáng, ở cáo chín đuôi nó có hai năng lượng tích cực và tiêu cực. Nếu như các bạn đang giữ một năng lượng tiêu cực, cứ sợ hãi và chôn giấu những cái quá khứ, những cái xấu xí của chính mình mà không dám đối diện nó, là bạn đang sống với nhiều cái mặt nạ để che đậy nhằm lấy được tình yêu của người bạn yêu. Thì đây là lá bài nó mong là các bạn hãy phá vỡ cái chuyện đó ra. Bởi như vậy là bạn đã đủ rồi. Mình nên ngừng cái việc đó lại. Đây là cái thông điệp bạn cho phép bản thân mình phá vỡ những cái khuôn mẫu cũ một cách đã gây nguy hiểm cho bạn. Nó giới hạn cho bạn, cản trở dòng năng lượng của bạn rất là nhiều. Khi bạn phá vỡ được nó thì bạn sẽ ngạc nhiên về sức sống cũng như khả năng và đột phá một cái việc phá vỡ cái mặt nạ của bạn. Nó khiến cho bạn có một cuộc sống thực sự là tốt đẹp, có mối quan hệ nó bền vững hơn là các việc mình lo sợ nơm nớp ở trong mối quan hệ. Bởi vì mình sợ một ngày rồi người ta biết mình như vậy, người ta phát hiện ra rồi mình sao. Cuối cùng mình cứ sống trong cái sự sợ hãi, đeo hết lớp mặt nạ này đến lớp mặt nạ khác để nhằm che giấu cái nỗi sợ hãi đó. Cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra. Vàng thật thì không có sợ lửa. Cho đó nếu như các bạn đang có một mức độ là bình bình thế là đủ, bạn nghĩ là cái chuyện này sẽ chôn giấu, cái chuyện này sẽ không ai biết, thì thực sự ngay cả việc sai lầm, ngay cả việc mà xấu xí nhất, kể việc bạn giấu rất kỹ đi chăng nữa, cũng sẽ có ngày nó sẽ là gánh nặng và rào cản khiến cho bạn bị nghẹt thở và nó tiêu diệt được tất cả cái việc xung quanh bạn, kể cả tình cảm, mối quan hệ, nhất là năng lượng sống của chính bạn. Thật ra những cái dấu hiệu mà bạn chia tay, bạn đau khổ trong cuộc sống này á, là một cuộc phiêu lưu vĩ đại trong đời để bạn vượt qua nó. Nhưng mà cái rủi ro cao nhất mà khi các bạn chia tay mà bạn không có sự đột phá nào hết, cái sự mất mát, tổn thương các bạn, bạn không thấy là mình phải làm khác đi á, thì điều này trở thành vô nghĩa nha các bạn. Mình đã ấm bảo lần sau cái sự hỗn loạn, cái sự đau khổ và tổn thương của mình trong thời gian dài, trong những tiền kiếp trước, trong cái vòng lặp bạn gặp á, nó dày sâu lắm rồi. Mà nếu như những cái cuộc đó cứ diễn ra liên tục như vậy, đau khổ, tổn thương ngày qua ngày, hết chuyện này, chuyện nọ, mà bạn không chịu thay đổi, không chịu phá vỡ bản thân mình, thì sao ta? Thì tất nhiên cứ chìm đắm trong cái vòng lặp đó hoài hoài luôn. Câu hỏi được đặt ra là bạn có muốn tiếp tục cuộc sống và gặp lại những bất như ý như vậy hoài tiếp tục nữa không? Thực sự bạn đang chứa đựng một cái nỗi đau, một cái nỗi sợ hãi do chính bạn đặt ra. Bây giờ mình phá vỡ cái giới hạn đó, mình bước ra ngoài với sức mạnh dù nhỏ bé nhất đi chăng nữa, chắc chắn nó sẽ có khó khăn, có nguy hiểm, nhưng còn hơn là mình không làm gì hết. Bởi vì không đối mặt với nguy cơ, sợ hãi và lo lắng của các bạn á, thì bạn sẽ trở thành một cá thể riêng lẻ và bạn sẽ bị giam cầm trong mớ hỗn loạn đó, trong cái bóng tối, trong cái sự mất cân bằng. Do đó bình minh sẽ ló dạng nếu như bạn có thể cảm nhận được bình minh và dám kết thúc cái điều sợ hãi của mình. Đơn giản khi bạn kết thúc đón nhận cái việc đó và bắt đầu từng bước mình bước ra khỏi bóng tối thì bình minh mới thấy ánh sáng mới lé dạng nha các bạn. Và chỉ khi nào bạn biết biến đau thương thất bại thành cái gì đột phá, thành một cái vật phẩm để chữa lành cho bạn á, chữa lành những cái sợ hãi, lo lắng và cái lỗi lầm của chính bạn, thì chính bạn đã trở thành một nhân vật đặc biệt cho chính mình rồi. Và mình mong rằng các bạn, nếu như mình cảm thấy những cái vòng lặp này nó dường như
bạn không thể khó qua được á, thì cái việc bạn chịu thua là cái điều là nó tự nhiên thôi, không có gì hết. Nhưng mà đừng cứ để mình cứ rơi vào tình huống này hoài. Bây giờ tại sao mình không nghĩ mình thoát ra đi? Bạn luôn có một lựa chọn mà. Cái lựa chọn là mình vượt ra nó, bước ra khỏi chỗ đó. Mình phá vỡ, mình ra khỏi đi bạn. Bạn đủ mạnh mẽ để bạn vượt qua những gục ngã này. Bây giờ mình chỉ hít thở một hơi thật sâu. Mình chuẩn bị mình vượt qua đi. Bạn không cần đi một mình đâu. Có những dấu hiệu cho thấy là có một sức mạnh rất là nhiều giúp cho bạn thấy được khía cạnh, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cái tư duy, thay đổi cách làm, thay đổi quan điểm của mình. Thì bạn đi đến một con đường, chính là con đường tích cực. Và hãy sống tích cực lên, hãy lựa chọn điều như ý cho mình. Mình là người có quyền lựa chọn cuộc sống, lựa chọn cách sống như thế nào mà bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài này. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi dứt khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.